Xin kính chào toàn thể quý cô anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với những thước phim tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Chúc các bác có một ngày xem video vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì Lử đang có mặt ở chỗ nhà của anh Sà. Trong vòng buổi sáng hôm nay thì Lử đã tiếp tục lên trên đỉnh Hố Chua đây để ghi hình chỗ nhà của anh Sà và nhà bác Sò cũng như nhà bác Xính, chỗ mấy anh em trên đỉnh Hố Chua đây, để cho các quý nhà hảo tâm các bác có thể dõi theo và biết được cái tiến độ làm nhà của mấy anh em là đã làm đến đâu rồi. Chào bác nhá. Thế nhá chế lò. Hôm qua là mình cũng đã đổ nền nhà rồi à? Nằm một lâu ở tải ấy hả? Đây anh em đang chuẩn bị để lập xà đây các bác. Tránh xa nhá. Sáng nay là hôm qua là mình đổ nền nhà rồi à? Không, thế là tí nữa anh em đang chuẩn bị hàn những cái thanh sắt để làm xà đây đúng không? Thế là chắc là tầm tím nó chiều là mình lập mái được rồi ấy nhỉ? Một giờ là lập mái được rồi à? Đấy, tiến độ làm nhà của chỗ nhà của anh Sà rất là nhanh nha các bác. Hiện giờ thì anh em đang chuẩn bị để đến chiều nay là có thể lập mái được rồi. Cốt pha các thứ ở trên này là tháo hết rồi đúng không? Chỗ này là chưa khô à? Thế là hôm nay là có cả chào bác Sinh nhá. Bác Sinh hôm nay cũng xuống đây à? Bác Sinh là xuống đổi công đây. Anh Sà là đang hàn nối dài các bác. Anh vừa là đi học nghề về à? Cái này ấy. Học ở đâu vậy? Anh tự làm, mình làm. Tự làm đấy à? Ngày trước là hai anh em cũng đi đi Trung Quốc là cũng đi làm, là cũng làm hàn này à? Đang làm. Mày mò là không biết làm đúng không? Mấy anh em nhà anh Sà, anh Vừ và anh Súa, anh em là cái gì cũng biết làm luôn các bác. Bình thường mà những cái này mà không biết làm là phải đi thuê thợ đấy nhở, lại tốn thêm một chút money ấy. Anh em đều biết làm này nhỉ, có thể mất thêm một kinh phí. Anh Sà giữ bên đấy đi. Anh Sà hôm nay làm xong nhà này có vui không? Vui. Vui. Nốt ngày hôm nay nữa thôi nhỉ? Ngày hôm nay chắc là xong. Chắc là xong rồi. Đó, để một lần nữa anh xin được cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã yêu mến đến chỗ các anh em siêu nhân đã làm tuyến đường, và cái thành quả của mấy anh em trong những ngày tháng làm đường dòng dã thì họ cũng đã được các nhờ các bác đã hỗ trợ cho mấy anh em, đó là hỗ trợ cho mấy gia đình là 60 triệu để làm một căn nhà đây. Thật sự một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Đấy, vui lên nhá, hôm nay nữa là ok rồi, có nhà mới rồi. Ok nhá. Ở phía bên trên này thì ông ngoại của anh Sà vẫn đang lên gạch ở trên khu chỗ nốt.
ở bên phần trên của cái phòng ngủ này các bác. Chào bác nhá. Đấy, nhìn bác có nét giống vợ của anh Sà, bố vợ đấy. Còn đi hàng nhé, đi hàng cái tàu rồi, chị rồi. Đi hàng cái mà tàu rồi. Ừ. Nằm món này thùng nông rồi nhở? Nằm món này thùng nông đi tải á? À, nằm món chỉ tủa. Ờ. Ngày hôm qua thì à, nhờ anh à, trong vòng ngày hôm nọ ở trước phim trước á, thì à, nhờ anh Sáng cũng đã trong buổi sáng buổi chiều ngày hôm đấy nhờ anh Sáng cũng đã à, thu nóc rồi các bác. Và trong ngày hôm đó thì gia đình cũng đã đổ cái cột à, dầm ở phía bên trên này, cột để làm à, phong tục. Xà đang là tháo cốt pha này. Được cái sự độ cao một chút các bác. Bây giờ là tháo ra đúng không? Ừ. Hai ngày rồi chắc khô rồi hả? Ừ. Hôm qua mới đổ à? Thế là ngày hôm nay là vào nhà mới luôn à? Nếu mà lập xong là vào nhà mới luôn. Lập xong thì vào luôn. Ăn cơm luôn nhà mới luôn. Ừ. Sao ăn vội thế? Hả? Xong đợi mấy hôm nữa làm xong là dọn dẹp bất thứ đi. Xong là vào một thể. Là luôn xong thì xong là nghỉ luôn à? Nghỉ luôn. Các thứ khác rồi. Gấp quá nhỉ? Gấp quá. Thế mà chả thấy bảo anh em gì để anh em lên chung vui cùng gia đình chứ. Làm nhiều mâm không? Ít thôi. Làm ít thế hả? Chứ có nghĩa là cũng chỉ mời mấy anh em mà ra giúp mình lập mái này ăn một bữa cơm thôi đúng không? Ăn cơm bình thường thôi đúng không? À bình thường. À thế thì cũng không hẳn là ăn đại tiệc lắm đúng không? Đúng rồi. Thế thì gọi là ăn mời anh em mà đến giúp anh Hoàn Thiện. Thì anh em cứ làm nhá. Tí nữa chiều tầm 1 giờ em lại vào. Vào để xem là ghi hình cho các bác biết là nhà anh đã lập mái lên đâu rồi nhá. À, em lên nhà bác sổ đó. Hiện giờ thì mọi người vẫn đang làm các bác. Bây giờ thì cháu Lượng xin mời các bác lên trên nhà của bác Sò trong ngày hôm nay để xem là tiến độ chát cái căn nhà của nhà bác Sò xem đến đâu rồi. Trong sáng nay thì nhà anh Sà đang hàn những cái cây sà này để tí sẽ lập ở phía bên trên các bác. Nãy anh Sà có chia sẻ là tầm khoảng 1 giờ thì gia đình sẽ bắt đầu lấy những tôn ở đây để lập xà nha các bác nhá. Xin mời các bác lên trên nhà của bác Sò để xem cái tiến độ của nhà bác xem hôm nay là đến đâu rồi.
Và hiện tại thì Lữ đã đến chỗ nhà bác Sò đây. Không biết là anh đang đào làm gì đây. Cái này mình đào để làm gì đấy anh? Hả? Mình đào để làm gì đấy? Làm bể à? Có nghe trong thời gian vừa rồi là bác Sò có ý định là bác Sò muốn làm cái nhà vệ sinh ở đây các bác. Tuy nhiên là hai anh em là cũng như tất chú Tất Thắng là cũng lên đây để cũng tuyên truyền cũng như là hướng dẫn bác Sò, vì là không được làm nhà vệ sinh ở gần trước cửa nhà của mình, hơn nữa là làm ngay cái tuyến đường mà chỗ mấy anh em đã làm trong thời gian vừa rồi, và cũng rất là ảnh hưởng đến những cái hộ gia đình xung quanh đấy các bác. Thì trong ngày hôm qua thì Lực cũng nghe nói là bác Sò cũng muốn rằng là nếu như mà trong đợt vừa rồi thì mấy anh em cũng đã đào được sâu khoảng hơn 1 mét rồi các bác, thì bác Sò cũng muốn tận dụng ra để bác làm một cái bể ở trước cửa nhà mình luôn các bác. Thế các bác biết là trên vùng cao đây thì nước vào mùa đông thì rất là thiếu thốn, thế là bác cũng muốn đào trước đây đây để bác sẽ làm một cái bể đó. Thế bác Sò cũng muốn là xây luôn một cái bể để giữ trữ nước. Mùa đông trên này là rất là khan hiếm nước ạ. Bây giờ mời các bác lên trên chỗ nhà của bác Sò xem là đội thợ đã chát được đến đâu rồi. Ô, chào bác gái nhá. Đi cắt cỏ về à? Một mình bác thế à? Bác chơi đâu rồi? Mất giờ đi. Muốn nhảy gì hả? Nhảy khó tuôn à? Đấy, bà đi cắt cỏ ở trên núi về các bác. Đấy, vợ chồng nhà bác Trơ là chăm bò rất là tốt luôn các bác. Từ cái ngày mà được nhận bò là vợ chồng nhà bác là luôn là tích cực để đi cắt cỏ cũng như vỗ béo cho con bò của mình. Đó là một điều rất là đáng mừng cho gia đình nhà bác. Nhà bác Trơ thì là ở khu vực dưới này nha các bác. Đó, cái chuồng của nhà bác Trơ ở đấy. Đó, anh em đang chat thì không thấy đâu. Vậy trong ngày hôm qua thì anh em đã chat được bằng này các bác ạ. Được một phần gần được 1/3 của gian nhà và những cái phía bên trên. Hình như là anh em đang ăn sáng ở bên này các bác. Thôi, chào các anh nhá. Đang ăn sáng à? Các anh ăn đi. Lên luôn đi. Mình ăn cái gì đấy? Rau cải. Ăn cơm với rau cải đấy à? Cá. Sao mình ăn muộn thế? Sáng nay vừa làm xong là bây giờ đói quá mình bắt đầu lại ăn à? Vâng. Thì anh em cứ ăn đi nhá. Vâng. Hiện tại thì Lữ đang ở trên cao ở chỗ đằng sau nhà bác Sò đây các bác. Lữ sẽ quay tổng quát cho các bác biết về cái ngôi nhà của nhà bác Sò hiện tại cũng như là cái ngôi nhà sắp tới của nhà bác Sò đây. Đây là cái căn nhà cũ của nhà bác Sò và cái căn nhà hiện tại đang
tiến hành để chat đi các bác. Đó, ở phía bên này thì Lử cũng có nhìn thấy là bác gái đang lấy củi ở phía bên này. Thì cũng lên quay cho các bác biết về cái cuộc sống đời thường của bà con vùng cao trên này, để cho các bác quý khán giả có thể biết rõ hơn về cái cuộc sống vùng cao ở trên này. Hiện giờ thì Lử cũng có nhìn thấy được những cây bắp cải. Nhìn là của nhà bác Sò thì rất là ngon các bác nhá. Xuống. Ra những bắp rất là to này. Tuy rằng ở trên này là đất rất là ít thôi, nhưng mà bà con cũng tận dụng để trồng rau luôn các bác. Đó, hoàn toàn là bằng bà con là gieo trồng tự nhiên nhá. Không có một chút phun thuốc hay là như nào cả các bác. Đây là trồng là hơi dày. Đây. Vợ bác Sò đang là buộc củi thế này các bác. Chào cô nhá. Hát chỉnh khi tàu nhá. Xong là ném xuống cái chỗ là cái khe đá này các bác. Đó. Bắt chia tả nào. Chia tả. Đấy, đang sống ở nhà bác Sò đây cũng toàn là đá rồi. Rất là nhiều xuyến chi. Cái hoa bạc hà này là nó tự lên à cô? Cho nhỉ. Cho nhỉ pa ni là nó tuôn được nào. Cho pa ni nó tuôn, cho pa ni pa nó chỉ cho mù cho nó nổi. Mà nó tuôn được mà nhó. Nó tuôn. Đấy, hoa này. Cái loại hoa này là hoa bạc hà các bác. Thì cô cũng chia sẻ rằng là những cái hoa này là nó tự lên, chứ không, bà con cũng không trồng gì, cứ đến mùa là nó lại lên đấy các bác. Mà đặc biệt là loài hoa này là mùa đông là nó lại sống, nó lại nở hoa cơ, nó lại không sợ mùa đông. Ít sao một chê mà chê tả thế. Cái đường mòn nhà bác này đi lên nương này nguy hiểm quá. Những cái con đường này là bà con là cũng không có đường đâu. Bà con cứ đi nhiều là nó tạo thành những cái vết chân này các bác. Dần dần là nó cứ tạo thành những cái con đường đi thôi. Đấy, khe đá đằng sau nhà Sò đây. Đó, nhìn các bác nhìn đây. Wow. Giống như là mê cung đó các bác. Như cái cành cây của nhà buộc vào đây thì nhà bác sẽ nấu sẽ nấu cám cho bò này. Rồi thì Lữ cũng vào trong nhà bác Sò đấy. Thì mấy anh em thợ đang ăn sáng thì cũng lên đây để thấy bác gái đang làm việc trên này, cũng lên coi một chút về cuộc sống của gia đình nhà bác Sò cho các bác biết rõ hơn. Đó, hiện giờ thì anh em cũng vừa ăn sáng xong, bây giờ lại tiếp tục vào công việc rồi. Hôm nay lại đổi phụ rồi anh. Hôm nay là anh lại xuống đây phụ à? Hôm qua hả? Anh em là đổi nhau liên tục này. Phụ này có khi còn mệt hơn người chat ấy nhỉ? Hôm nay là buổi chat thứ hai rồi. Xong ngày hôm qua anh em đã chat được ở bên một phần bên này rồi.
Ở bên phía anh đang này kìa. Ngày hôm qua thì anh Phùa anh cũng đã đổ cái phần hiên ở chỗ nhà bác Sò đây. Thì đến trong buổi sáng này thì cũng đã khô rồi các bác. Thời tiết nắng lên rồi, cũng khô rất là nhanh. Và bây giờ cháu được tiếp tục đi sang bên chỗ nhà của bác Xính, xem là tiến độ của nhà bác trong ngày hôm nay là anh em đã làm đến đâu rồi. Thế vừa rồi thì các bác cũng cùng được cháu lử vào trong nhà của bác Sò đây. Ngày hôm nay thì buổi thứ hai chỗ nhà bác Sò, các anh em thợ đang chát cho nhà bác đấy, chát tường. Bể thì hai anh em cũng đã đào đây đây các bác. Đó. Hiện giờ lửa đã đến nhà bác Xính đây. Và gạch hao đi rất là nhiều các bác. Thì chứng tỏ là đội thợ nhà bác Xính đây là làm việc với cũng công suất cực kỳ cao luôn các bác. Chào bác nhá. Anh em làm nhanh ấy nhở. Hôm nay đã lên gần xong rồi. Anh em đang thu nóc luôn rồi đúng không? Hắn né chỉnh thu nóc rồi. Né chỉnh thu nóc rồi. Đây trong buổi sáng nay thì ở chỗ nhà của bác Xính đã bắt đầu tiến hành để thu nóc đây các bác. Xin chào nhá. Chào anh. Cái này nên chưa tả mà nhớ. Nó tả nhỏ. Số phan đi. Số phan đi. Ờ. Số phan đi. Ờ. 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 Thì bác thợ cũng không nói được tiếng phổ thông lắm các bác. Thì vừa rồi bác cũng có nói tiếng địa phương với lử thì nói rằng là trong ngày hôm nay thì mọi người cũng sẽ thu nóc xong thì cũng sẽ đổ luôn là những cái phần cột ở đây các bác. Còn những cái cây cột đây thì cũng chưa mới làm cốt pha thôi. Trong chiều nay thì em sẽ đổ luôn. Nếu như mà có thể được thì ngày mai anh em cũng lập mái luôn được rồi các bác. Tiến độ rất là nhanh luôn. Sáng đi nguy hiểm quá. Đây giờ cũng có 7 anh em. 7 anh em thợ chính. Ủa này mất chạy nhau, chúng chạy nhau. Chúng tôi làm nào đó, mất chạy nhau. Pha lộ vô mẫu, bên châu ta hử. Dạ. Sáng nay là anh em ăn sáng như đấy. Dạ. Ăn sáng như đấy. Thế mà chảy gì đâu? Cái nổ. Cái nổ á? Xuống làm gì? Bắt xanh được một nổ người á? Ở đây mấy anh em đội thợ là thường ăn sáng rất là muộn các bác. Thì anh em cũng làm, có nghĩa là làm có khi nhiều lúc là đến tận 1 giờ trưa luôn cơ. Tại vì bây giờ thời tiết ở trên này ngày ngắn đêm dài thì anh em cũng trời tối rất là nhanh, anh em cũng tranh thủ làm luôn.
Ở đây anh em đây là có mỗi một mình em kia là phụ đấy à? Có một mình em áo đỏ này là phụ đấy à? À, thế là mệt đấy nhở? Một mình ấy sáu thợ chính này là cần lực luôn đấy. Áo Việt Nam đẹp ấy. Ôi nhìn hai bác có giống giống nhau nhỉ? Có phải anh em không? À, giống giống nhau mà. À giống nhau à? Ờ anh em là bố anh em là giống nhau. Bốn anh em á? Ở đây là có bốn anh em cùng đây à? Đây là à có bác áo xanh này nữa. Còn một anh áo vàng bên kia nữa. Ông làm à, áo cam kia. Chấm gạch kia. À. Thế là bốn anh em à? Bố anh em mà. Bố anh em cùng mẹ cùng không, cha luôn à? Ờ cùng bố mẹ để mà. À vâng. À. Ờ. Em ngoài anh thằng này thì nó cả à, thằng này nó là cả cả ba nữa anh em này là nhưng mà thì anh em à thấy thằng nào nhìn có nét giống giống nhau không nghe nói bà nghe bà biết mà vâng. Bác tên là gì hả? Bác tên là gì? Bác tên Chứ Sùng Mỹ Chứ à? Sùng Mỹ Chứ à? Bác năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bác hả? Vâng. Bác bác mà bảy sinh năm bảy mấy? Chín bảy mấy à đấy không nhớ nữa chín bảy mấy này đấy. Bác làm nghề xây này là được mấy năm rồi à? Đang hả? Vâng, à, làm hả bác ấy? Bác làm này, bác làm được làm mấy năm rồi? Quay vườn làng hai ba năm rồi. À làm được hai ba năm rồi. Hai ba năm rồi. Cái tay nghề cũng rất là tốt. Nhưng mà không làm thì không biết rồi mà là những người nó hầu nó tờ những người biết mà đúng rồi đấy. Với lại ở trên này là không làm là cũng không biết làm gì hơn rồi nhỉ? Nhưng mà thì bây giờ là không có gì đi làm mà phải làm thế thôi. Đúng rồi đấy. Ai cũng thế mà đấy. Đến cháu đấy là ai cũng phải đi làm thuê đấy. Thôi chân mình nhưng mà không dù là công việc gì thì nó đều là công việc chân chính cả, không có việc gì làm đâu. Vâng. Ôi, các bác cố gắng. Ngày xưa đâu nhưng mà có đuổi đi đuổi trong quân nhưng mà thì một số đi là trong quân nên bây giờ là không có đâu. À. Không đi đuổi nhưng mà thì ở nhà đấy có cái gì làm nhưng mà phải làm thế thôi mà. Đúng rồi. Đấy. Tại vì bây giờ là đang thời buổi khó khăn mà. Không có gì làm nhưng mà đang ở nhà nhưng mà phải tiền ấy. Quan trọng là phải không có cái gì bán nhưng mà không đùa đồng nào đâu. À, nhà mình nuôi nhiều bò không bác? Ờ, nhưng mà thì phải có bò nhưng mà cứ cho để mấy nhà đó nhiều nhưng mà thì không có nhiều nhé. Là có mùa hai ba con thế đâu mà phải có nhiều nhưng mà dân mình nhưng mà phải ý nhớ là một co thế thôi. Vâng. Ừ. Nhá bác cứ làm nhá. Cho cảm ơn bác. Đó, vừa rồi thì các bác cũng cùng theo chân của Lử lên trên nhà của anh Sa, nhà bác Xính và là nhà của bác Sò. Thì trong vòng buổi sáng ngày hôm nay thì ở chỗ nhà của ba anh em siêu nhân vẫn đang tiếp tục trong công đoạn làm nhà của mình. Nhà anh Sa thì trong vòng buổi sáng nay thì anh em đang chuẩn bị để lập Sa. Đến tầm khoảng 1 giờ chiều thì anh em sẽ bắt đầu tiến hành là sẽ lập mái các bác. Trong chiều nay thì Lữ sẽ lên trên nhà của anh Sà và ghi hình cho các bác về cái tiến độ cái lập mái của nhà anh Sà. Xem đến và nhà anh Sà chiều nay thì anh Sà cũng nói là cũng là một bữa cơm để cảm ơn đến những anh em đã đến giúp gia đình nhà mình lập mái. Và nhà bác Sò thì trong sáng hôm nay thì các anh em vẫn đang tiếp tục để chát cái căn nhà của mình. Và nhà bác hiện tại đang đào một cái đào đất ở đây các bác để bác làm một cái bể đó. Cái bể này thì ngày xưa thì bác có ý định là bác sẽ làm một cái nhà vệ sinh ở đây. Tuy nhiên là qua những cái lời thuyết phục của
anh em thì cũng truyền tải những cho các bạn đến cho bác Sáu biết rằng là cái chỗ gần tuyến đường này thì bác làm nhà vệ sinh thì sau này nó sẽ là rất là mất vệ sinh, cũng như là nó ảnh hưởng đến những cái hộ xung quanh ở đây các bác đó, thì nó sẽ không được đẹp mắt lắm. Nên là bác hiện tại thì bác đã qua rất là nhiều lần khuyên bác, thì hiện giờ thì bác cũng đã chuyển vào chỗ đằng sau nhà của mình, ở chỗ đằng sau nhà cũ của mình đó. Thì hiện giờ anh em đang đào cái, ở đây là anh em đào bể các bác. Anh em thì bác thì cũng muốn là xây một cái bể ở đây, tại vì trên vùng cao này rất là thiếu thốn và khan hiếm nước, thì bác cũng muốn dự trữ cho nhà mình luôn. Và nhà của bác xính thì trong ngày hôm nay thì anh em đang tiếp tục trong nốt buổi trưa này thì anh em sẽ thu hoàn thiện nóc của cái căn nhà của mình, và đến ngày mai thì anh em có thể là anh em sẽ lập mái luôn nhá các bác. Đó, tiến độ rất là nhanh. Và hiện giờ thì chỗ nhà vụ của bác Sò đang anh hai anh đang đào. Nhiều dễ trúc quá. Một lần nữa thì các bác thấy video hay và ý nghĩa, mong các bác tiếp tục ủng hộ cho kênh Thảo Mỹ Linh để có thể kênh có thể lan tỏa được cho đến nhiều cô bác biết đến. Các bác yêu mến kênh, các bác hãy ủng hộ bằng nút like, bằng nút chia sẻ, bằng nút đăng ký kênh. Mỗi lượt xem của các bác đó là một phần động lực rất lớn đối với lại kênh. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trên đỉnh Hồ Chua nha. Xin chào tất cả mọi người.